xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Trưa hôm nay mình bây giờ là khoảng gần 1 giờ các bạn, quay trở lại quay cho các bạn xem là cái gỏi của chị Phụng các bạn, gỏi Phụng, gỏi tôm thịt các bạn, lộ tôm thịt tai heo, gỏi nó sen, gỏi kho bò các bạn. Ở chỗ này là ngay chỗ là Lotte Max của bàn 2 các bạn, giao nhau giữa cái đường bàn 2 với đại đường Lê Đại Hành mọi người. Để quay các bạn xem là gỏi của chị Phụng. Rất nhiều. Tháng 2 nè, phường 15, quận 11. Nhưng mà ngay chỗ có lớp tè Phụng bán sỉ thôi. Giờ Phụng bán sỉ sỉ thôi chứ không bán lẻ nữa. Có bán lẻ nha. À thứ nữa. Có thêm là 10 hộp tặng hộp nha cả nhà. À bữa nay là 10 hộp tặng hộp hả? Không thời hạn nữa nha. À, từ bao giờ tới bao giờ chị Phụng? Bất ngờ quá. Nôn hạn. Hả? Đâu có thời hạn lâu không rồi. Hạn. Lâu rồi hả? Vậy mới cập nhật á. 10 hộp tức là chị Phụng bán là 10 hộp là tặng 1 hộp. Dạ. Nhưng mà giá bữa nay của mình nó như thế nào chị Phụng? Ồ, bữa nay tăng giá hả? Lên 60 hả? Dạ, em bán nay 2 tháng mấy. Bây giờ lên giá tháng mấy rồi. Dạ. Chị Phụng, hộp gỏi chị Phụng là lên 60 ngàn nha, quý cô chú anh chị và các bạn. Nhưng mà bù lại là đồ ăn nhiều hơn hay sao chị Phụng? Dạ, đồ nó lên thứ. Không, do là tình hình Sài Gòn cũng như là tình hình là nguyên liệu đó cả nhà. Nó tăng nên là chị Phụng tăng lên 10 ngàn. Nhưng mà có cái đặc biệt là mua 10 hộp là tặng 1 hộp. Mua nhiêu tặng nhiều không? Nhiều lúc mua 20 hộp tặng 3 hộp. No, trời ơi. Không. Chị nói tiếng Anh luôn. No. Nói chung là chị cũng rất là vui vẻ nha cả nhà. Chứ không có gì hết. Nếu mà có dịp đi ngang qua đây thì quý chú chị và các bạn ghé. Cái đường tháng 2 này là đường rất là tập nập các bạn. Xe cộ qua lại quá nhiều luôn. Cả nhà mua 10 hộp của em, tôi tặng 1 hộp. Là cái tiền chủ dựa trả lại chứ em cũng không bán gì hết, cả nhà sẽ được. À là chủ dựa hả? Ừ, em bán dựa tôm á. Má em ăn đầu ký. Bán nhiều thì ăn nhiều, mà bán ít ăn ít. Tôm này là tôm càng xanh chà bá luôn ha. Như 1 ký là được bao nhiêu con rồi ta? Mấy con hả? Cô chị cũng xách tai heo cho bạn. Ký mười mấy con. Điêu luyện lắm. Tay nghề cao mà. Nuôi xách tay này thưởng cho anh bao nhiêu? Dạ. Thưởng cho trợ lý thư ký của mình là bao nhiêu? Trời ơi. Đưa cho ông vài chục triệu thôi. Ông đi chơi, ông đi du lịch đồ. 50 thôi được rồi. Có anh đó không có nó bậy bạ đồng đồng mạng chửi anh thôi, chửi em đó nha. Ai anh không chửi thôi chứ ai chửi đúng không anh hả? Ý là anh quay cho em á mà anh nói không có là cộng đồng mạng chửi anh. Thì tới Tết thì mình thưởng cho anh 50 triệu được rồi. Ở nhà nuôi ba cái ống heo á. Ở nhà nuôi ba cái ống heo à. Ba con heo nhỏ. Ở nhà mua ba đứa con ở nhà cả nhà. Mua ba đứa con ở nhà. Rồi heo đó là trả lại lãi nhiều lắm. Đó là nuôi nó đuối luôn á, nuôi tới về già luôn á. Đó, đây là lỗ tôi heo. Tai heo nó cho. Bữa nay thấy chị Phụng trưng bày ít quá. Có em bán nữa. Ủa bán hết đó hả? Trời ơi, giảm hả? Hả? Giảm số lượng hả? Em bán hết rồi. Bán từ lúc 10 giờ mà. Em bán 10 giờ sáng rồi. Ủa bữa nay chuyển là 10 giờ sáng hả? Ủa nãy giờ em bán 10 giờ sáng. Ủa mấy bữa sao chứ 11 giờ? Ủa 10 giờ sáng em còn nghỉ chuyển.
rồi nè. Dạ. Sai quá, sai quá. Sáng giờ rồi. Dạ. Nè anh thấy em không? À, ngồi hết rồi. Lưng hết đu đủ à. Đó, một con cái phụ có năng là tăng lên 60 ngàn nhưng mà rồi bạn đã lại sắp tôm rồi bạn. Không. Nguyên vật liệu luôn đó nha. Đá hơi cao. Lấy tăng lên một xíu. Điêu luyện lắm, cái tay điêu luyện lắm. Các thiệt điêu luyện lắm. Nhưng mà trong làm mấy năm rồi. Bao giờ quay trở lại bán trái cây vậy Phụng? Dạ tới mùa có. Tới mùa bán. Giống như em bán từ keo là phải tới mùa, bán từ Campuchia, tới mùa Hà Nội, Việt Nam mới bán. Dạ. Chị Phụng là tính bắt ốc lại. Là dịch bệnh rồi. Bởi vì chị Phụng đúng rồi, chị Phụng là bán theo mùa mà. Bán theo mùa. Chị bán theo mùa mà. Phụng nổi nhất luôn á. Nổi nhất ở đây luôn á. Áo xanh lè, tụ nón lá. Cắt thịt thật siêu nhanh. Một chai là bao nhiêu dụng? Dạ, 4 rồi, có em gái khách mấy hộp chế? Nhìn thấy quen quen. Rất quen các bạn. Cái cho khách mua ô tô luôn. Trời ơi, vừa bán mà vừa gọi nữa chứ. Dạ, để con cùi nha. Rồi. Mấy hộp ạ? Của chị 3 hộp. 3 hộp luôn. 2 sen 1 hộp luôn. Tôm hú đồ luôn cái nhỏ. Tôm phụ. Không đổi quá chất lượng luôn á. Quá chất lượng. Hồi nãy nói là cuối năm thưởng cho trợ lý 50 triệu mà trợ lý được người mà chị Phụng thì kêu chừng nuôi ba nghe con ở nhà nữa. Không đủ. Mấy hũ mắm rất là ngon các bạn. Đây chỉ như cái máy thôi các bạn. Mọi người thấy chị chắc cái rủ giống như xưa chứ ở quê các bạn. Đúng rồi, rút. Chị coi cuộc sống Sài Gòn TV à. TikTok, YouTube chị Phụng nổi tiếng quá mà. Nổi tiếng tới bên Mỹ, bên Châu Phi luôn á. Sắp tới lên tới Sao Hỏa luôn rồi đó. Vợ tin cái tên nó có mạng là có luôn á. Tỷ phú giàu nhất thế giới. Nổi tiếng thì chị Hùng thấy như thế nào? Chị Hùng có hồi nào mà đi ngoài đường là khán giả có kêu gì không? Cũng có. À. Đi ăn hỏi lúc này em bán được không? À. Là khán giả đó chị. Có nhiều chị nói là nè chị thì chị bán gỗ. Là con khách nào đó chị Phụng? Dạ mới gọi điện em á. À mới gọi điện online hả? Dạ, nãy
ta giao á chị. À đó tới giao hả? Mấy hộp chị Phụng? Dạ ba. Ba hộp. Đây là ba hộp cho Grab. Có thèm thôi cả nhà, có chạy ra ngoài đây thôi. Nếu mà quý cô chú chị và các bạn không có thời gian thì là gọi điện cho chị nha. Để mấy hộp. Gọi tôm. Đứa này luôn ha. Em ơi nghe ngọt quá ta. Nhẹ nhàng quá. Đúng rồi. Vậy mới có ba đứa được nha. À, nhìn nó hấp dẫn quá em mới kêu lên. Tay heo không ha? Đây một tay heo nữa. Dạ. Một tay heo không á thì bao nhiêu chị Phụng? Dạ 50. 50. Cô bò như chị Phụng bữa nay không bán được không? Hả? Cô bò cũng có 30. Nhưng mà bữa nay không bán đúng không? Dạ có chứ. Đây 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 đây. Thấy mấy cái hũ nước mắm được đã luôn rồi. Có khách có ráp ráp ruột không hả? Ráp ruột không? Anh chạy ở đây á. Ba hộp. Ba hộp Gia Phú. Chung cư Gia Phú hả chị? Không, quận 6 anh không biết đâu mà khách chơi Gia Phú. Cái chở hôm qua anh giao Gia Phú á. Đường lìa cách thì vào bài 3, 4, 6 ngày qua đó mình có bán nhiều nào chứ. À cách hôm qua anh à, giờ ăn lại nữa hả? Ừ. Trời ơi cái địa chủ lộn rồi nha, chị nói tới địa chỉ cũ. À địa chỉ cũ. Lâu lâu chị cũng cũng liệu như thế nha. Có chứ, tết rất nặng hoài thơ rất nặng. Lâu lâu chị Phụng cũng liệu. Đó, thấy không? Làm xong rồi chị lâu các bạn rất là sạch sẽ rồi. Nhìn cái nhà mình thấy. Đó, cứ gọi cho chị Phụng thôi. Ở dưới mỗi video á thì Phụng bấm vào TV á, em có để địa chỉ của chị Phụng cũng như là số điện thoại.
thoại đây nha bạn. 033 0933 65 2215. À, không có chi nhánh này các bạn. Thêm 1 triệu nữa. Ừ. Chị bụng 2. Quan trọng là có được hay không. Ờ, quan trọng có được hay không á. Đó, bị cắt cái tai heo. Quá điều kiện à. Điều kiện quá. Thấy kết là mấy hũ mắm nó có độ dẻo ha, mắm ngon lắm, mắm đậm đà lắm. Cái ngoài mắm gỗ ra là mình ăn với sắm mà mắm chua ngọt. Anh thấy vô rồi mắm vô chua chua ngọt ngọt. Nhanh quá, hai chị bụng ăn gần hết nữa. Dạ. Uống nhanh luôn. Tại vì dịch hết mấy tháng rồi. Đâu có cần ăn gì đâu anh. Thì mình sẽ kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Các bạn thấy video hay và ý nghĩa, có nhiều thông tin hữu ích thì các bạn cho mình đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những điều thú vị về ẩm thực ở đường phố ở Sài Gòn. Hôm nay là giới thiệu các bạn là gỏi của chị Phụng nha các bạn. Ok. Rồi. Hôm nay qua đây chúc chị Phụng mua may bán đất nha. Dạ em cảm ơn anh. Kiếm nhiều tiền để anh tết to hơn. Rồi. Cảm ơn anh nha. Yeah, okay.